Do đó thì đôi khi trên thị trường phải có những cái dòng máy nó đối chọi với nhau thì thị trường nó mới cạnh tranh công bằng và các bạn mới có, và người ở giữa ấy, chúng ta ấy, sẽ là người được lợi, đúng không? Các bạn thử kiểu xem, hai thằng đánh nhau thì ở giữa mình ngương bắc lợi, đúng không ạ? Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm trước thì chúng tôi Điện Máy Bình Sơn đăng lên một cái gói cắt cỏ Estin FS250. Thì cái lô đấy mình xin được của bên hãng có một cái mức giá khuyến mại so với cái thời điểm này nhá các bạn nhá. Là số lượng đợt đấy khoảng tầm 16 con và ngay lập tức thì chúng tôi bán cũng là hết ngay. Rất là nhiều bác sau đó thì liên hệ Điện Máy Bình Sơn thì nhận được thông báo hết hàng. Có thể các bác đang đợi vào hôm nay và có hẹn Điện Máy Bình Sơn là nếu mà hàng về và có chương trình tiếp tục thì báo lên kênh YouTube của Điện Máy Bình Sơn để cho các bác có thể dễ dàng biết được cái tình hình hàng về để các bác có thể liên hệ và mua hàng. Rồi hôm nay chúng tôi tiếp tục bằng quan hệ của mình đã đàm phán được với hãng hai gói cắt cỏ tương đương với số lượng là 32 con Estin FS250 với mức giá ưu đãi khuyến mại như cái lô lần trước là gần 5 triệu, tức 4 triệu 800 nghìn. Thì với cái lô này chúng tôi về khoảng tầm được 32 con, chính xác luôn được 32 con, và sẽ chạy trong vòng chắc mình nghĩ hơn tuần thôi. Nên là nếu các bạn nào nếu đang có nhu cầu về Estin FS250 thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn ngay. Dòng máy này thì nếu ai theo dõi kênh của Điện Máy Bình Sơn hoặc tìm hiểu rồi thì cũng biết khá là nhiều thông tin về FS250 rồi. Thì hôm nay tiện video này mình sẽ lại giới thiệu lại một lần nữa để cho các bạn, nếu ai xem cái video này là lần đầu tiên thì các bạn có thể hình dung biết được con FS250 hình dáng nó như thế nào, thiết kế ra làm sao và thông số kỹ thuật như thế nào nhá. Rồi, ok, các bạn có thể thấy được ngay sau tôi đây là Estin FS250. Thì đối với cái dòng này, đặc thù của nó là đóng thùng hai cái một các bạn ạ. Thì nó đáo nó đóng đấu đầu, nó đóng liền luôn cả nguyên thùng như thế này này. Đó, do đó thì các bạn có thể thấy được chỗ này là hơn 30 con, một thùng này là hai con. Và xin mời quý vị các bạn đến, chúng ta sẽ tìm hiểu từ ngoài vào trong, bóc tách để các bạn có thể thấy rõ hơn, nhìn nhận rõ ràng hơn nhá, khách quan hơn. Ví như hộp này đi, các bạn thấy này, hộp này nhá. Hộp này thì nó có hai con, đấy, mỗi con có một cái số series khác nhau. Đây các bạn thấy không, series number này, đấy. Mỗi con nó sẽ có một số series khác nhau. Con này là 823991260 này, con này là 823991262. Và cái mã SF250 này, Estin chính hãng original này các bạn nhé, original này chỉ bán tại Việt Nam, for sale in Việt Nam. Đó, thì các bạn có thể thấy được đây là Estin chính hãng và cam kết với các bạn luôn. Một số bác có liên hệ Điện Máy Bình Sơn liệu có hàng giả hàng nhái không, thì tất nhiên rồi, không, hàng này thì 100% là hàng chính hãng. Và đối với thời điểm này thì chưa có hàng giả hàng nhái, nên là các bạn nếu có nhu cầu mua hàng thì hoàn toàn yên tâm. Ví dụ hu thì nó quá nhiều hàng giả hàng nhái, thì đôi khi các bạn cần kỹ năng, rồi các bạn cần có kiến thức để các bạn có thể phân biệt được thế nào là hàng xịn, thế nào là hàng giả, để các bạn có thể lựa chọn, tránh cái hiện tượng tiền mất tật mang. Rồi xin mời các bạn nhìn về thông số đấy, con này mình đáo đầu luôn thì có tem thông số luôn. Đây các bạn thấy không, máy cắt cỏ hiệu Estin FS250, nó sản xuất tại nhà máy Andrea Estin Power Tool ở Qingdao, và địa chỉ của nó là ở 266113 Qingdao đấy, China nhé các bạn nhé. Và đơn vị nhập khẩu cũng như phân phối là công ty THK Việt Nam. Thì cái công ty THK Việt Nam này này thì nó là trụ sở của nó là bên Singapore, và nó có rất nhiều chi nhánh. Nó là phân phối của Estin. Theo mình tìm hiểu hình như là THK nó phân phối tầm 6 nước Đông Nam Á ấy. Và Việt Nam là một trong những cái thị trường mà nó phân phối. Họ phân phối, mình nói nó thì nghe mất tình, mất quan điểm đúng không ạ? Địa chỉ họ Hàm Nghi, rồi mã số thuế đây. Các bạn lưu ý nhá, hàng hóa rất rõ, thông số. Và cái nhiều bác quan tâm đến trọng lượng con này bao nhiêu, có 6,3 cân thôi, nó quá nhẹ. Đây, hai cái nhân 6,3 kg và 40,2 cc. Con này 1,6 tương đương với 2,2 HP này. Công suất lớn hơn cả Honda nhá. Honda nó ra công suất có, mình nhớ không nhầm là 1,9 HP. Con này là 2,2 HP. Rồi, 6,3 kg. Các bạn tin được không? 6,3 kg cho một chiếc máy Estin nòng 40 ly. Đa phần để có cái nòng 40 ly thì các cái loại máy khác như Honda cũng, mình nghĩ, mình nhớ đâu đó hình như là trên 8 cân. Hình như là 8 cân full trọng lượng. Hu cũng vậy, còn
Kawasaki thì nặng hơn. Giá theo mình nghĩ thì giá này là quá là hợp lý rồi. Đây các bạn thấy không, khi mà tháo một chiếc máy ra thì nó có những cái gì, thì nó đóng rất là chỉnh chu này. Đây, hàng nó đóng nguyên chiếc nó khác, các bạn thấy không, đóng rất là chỉnh chu luôn. Thì trên máy nó có, các bạn nếu mà ai theo dõi thì xem kỹ nhá, để biết là trong máy có những cái phụ kiện gì, tránh hiện tượng các bạn lo lắng này, sợ bị lấy luộc mất đồ. Đây có một cái dây đeo thì đây tất cả các cái phụ tùng phụ kiện của nó đều có mã vạch luôn, đều có tem mác rõ ràng đàng hoàng luôn. Đây một cái dao, một cái dao 230 dây đồ này, đồ này, đồ thì các bạn có thấy chén này, cái đeo, dây đeo này, cái tuýp này, tuýp này là tuýp có đầu mở ốc hoa thị nhá. Tất cả hệ ốc của Estin đều sử dụng ốc hoa thị hết. Giống như kính này, có kính để các bạn khi mà đi sử dụng thì các bạn đeo kính vào cho an toàn này. Thế thôi, chả có gì cả. Đây, hai quyển sách hướng dẫn. Thì tất cả các mã của Estin này 120, 120R, 250 thì đều sử dụng chung một quyển sách hướng dẫn này hết. Tức là cái phụ kiện này sản xuất chung để cho cả 120 cũng dùng. Nào, anh em nhìn thấy chưa? Máy này. Đó, mình tháo ra cho bạn xem con này nhá. Chung là ai theo dõi kênh video của Điện Máy Minh Sơn thì cũng biết là chúng tôi đăng những cái con máy này khá là nhiều rồi. Nhưng mà mình quay lại để cho các bác nào mà chưa biết xem, hoặc những ai mà đang theo dõi chúng tôi mà đang đợi cái chương trình khuyến mại và đợi cái số lượng hàng về thì đây. Ok. Các bạn thấy không, nó thiết kế rất là liền khối, tổng thể rất là đẹp. Anh em nhìn có thể đánh giá này, từ bình xăng này, cổ cao. Ngay kể cả cái thiết kế cổ cao này các bạn thấy khác vọt không? Bình thường cái loại khác bình xăng nó sẽ để dưới cái phần boe. Con này bình xăng cổ cao lên như thế này để khi các bạn đổ xăng, đổ nhiên liệu vào ấy, nó cũng rất là dễ dàng. Đôi khi chỉ có một chi tiết như thế này thôi, nó cũng đánh giá cả một cái sự tỉ mỉ, một cái gọi là nghiên cứu phát triển sản phẩm để làm sao cho nó khách hàng sử dụng tối ưu nhất. Rồi, Estin này. Lô này thì sản xuất tháng 3 năm 2021 nhé các bạn nhé. Bây giờ là tháng 7, tháng 3. Lô tháng 3 nhập về. Đấy, đợt này đường biển vận chuyển rất là chậm. 114 dB này. Đó, đó là tiếng ồn này. Tiếng máy của Estin thì tiếng siêu hay. Anh em nhìn nhá. Này, đây có số series máy này. Ừ. Đây này, các bạn nhìn không? Đó, ở đây cũng có này. Đó, con này made by Estin in China nhé các bạn nhé. Tức là sản xuất tại tại Estin ở Trung Quốc. Trên lô, trên bô cũng có dập logo, chắc chắn là các bạn không nhìn thấy đâu. Đây, có dập luôn. Cái chất bô này là chất thép, các bạn thấy không? Thép này là khi nó nóng lên thì nó chuyển màu xanh, nó không bị gì. Rất là hay. Tiếng cực kỳ các bạn giả cảm giác nó rất là giòn, đanh, căng. Lát nữa mình sẽ trích một đoạn nổ máy cho các bạn xem. Đây, bình xăng này. Bình xăng thì các bạn thấy không, nó vẫn có cái thiết kế ốp giật, cái chân nó cao hơn so với phần bình xăng này. Khi các bạn để này, bình xăng nó không bị chạm đất này, các bạn nhìn nhé. Đấy chưa, bình xăng các bạn cũng không thể chạm đất được. Rồi ốp giật thì nó bao xung quanh này luôn. Nói chung là Estin ngày xưa thì mọi người khá là ngại bởi vì cái đồ của nó không có, nhưng mà hiện tại thì lại vô biên. Thế nên là các bạn bây giờ cũng đã thích nghi dần với Estin, và chúng tôi bán được rất là nhiều. Từ năm ngoái đến nay bán rất nhiều rồi. Anh em nào theo dõi kênh video Điện Máy Minh Sơn thì cái số lượng chúng tôi bán khủng khiếp. Nếu mà nói Estin ở miền Bắc thì khẳng định với quý vị các bạn luôn, riêng cắt cỏ này mình là chùm luôn. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Nói cho nó oai một tí thôi, nhưng thực sự luôn mình bán vô đối với Estin ở miền Bắc luôn. Nếu mà cắt cỏ, nói về cắt cỏ FS 250 luôn, kể cả 230 đầu bò này các bạn thấy không? Riêng cái đầu bò này thì các bạn biết giá bao tiền nếu mà các bạn mua hàng original, hàng chính hãng, hàng real ấy. Đầu bò này giá hơn 2 triệu nhá, của hãng báo giá hơn 2 triệu luôn. Nên là khi các bạn mà dùng hỏng thì chúng ta lại phải lựa chọn sang hàng Trung Quốc mà khác, làm giống. Kể cả các bạn mua đầu bò của Thụy Điển 541 giá cũng rất đắt luôn. Các bạn cũng phải bỏ ra cả triệu vào mới mua được. Đầu bò này thấy hãng họ báo là sản xuất tại Đức, nên nhập đúng từ Đức về, do đó cái đầu bò này cực kỳ đắt. Mình không biết phải không, nhưng mà thường thường tất nhiên rồi, khi các bạn mua phụ kiện thì giá bao giờ sẽ đắt hơn mua cả cái kiểu như thế. Các hệ ốc hoa thị hết này, đẹp. Đầu bò mình nhìn chất ra đấy. Đây các bạn thấy logo chữ Estin dập nổ luôn nhé, dập nổ luôn, nổ lên trên thân này. Đấy, ống cần này thì theo mình nghĩ khoảng tầm 24-25 ly tầm này.
Ô, thiết kế khá là nhỏ gọn, 6,3 cân nhẹ nhở? 6,3 cân rất là nhẹ. Công suất lớn mà lại trọng lượng nhẹ, đó là những cái điều mà ai cũng thích luôn, thật sự luôn. Vì là những cái dòng máy công suất lớn thì bắt buộc cái trọng lượng nó phải nặng, kích thước phải cồng kềnh, đúng không ạ? Nhưng mà dòng máy này nó lại có những cái ưu điểm của hãng Estin là công suất lớn, vòng tua nhanh, tiếng máy gắt, đanh giòn và trọng lượng nó lại nhẹ. Có ai lạ sao toàn ưu điểm nhỉ? Tiếp theo nhá, giá rẻ, đúng không? Nếu mà Estin so với Hu nó phải ngang cơ chứ làm sao nó rẻ hơn được. Thế mà con này nó rẻ hơn 1 triệu. Thế là mình lại phải tập trung đẩy Estin lên để cho các bạn có thể tiếp cận được. Nói chung là để cái thị trường nó cân bằng ấy, thì trên thị trường các bạn phải có nhiều cái lựa chọn cùng phân khúc thì nó mới cân bằng được. Ví dụ khi mà Hu nó quá mạnh, Estin nó không có thị trường, thì tất nhiên là cái giá của Hu so với cái chất lượng các bạn nhận về so với, cái giá, tức là cái chất lượng so với cái giá mà các bạn nhận về của Estin của Hu thì nó lại bị cao, kiểu như thế. Nhưng mà khi ví dụ thằng Estin này đẩy vào được nhiều, hai thằng cạnh tranh với nhau, thì bắt đầu có thể Hu nó sẽ lại phải đao giá xuống để nó cạnh tranh lại với cả Estin, vì sợ Estin nó hút mất thị trường mà, đúng không? Do đó thì đôi khi trên thị trường phải có những cái dòng máy nó đối chọi với nhau thì thị trường nó mới cạnh tranh công bằng và các bạn mới có, và người ở giữa ấy, chúng ta ấy, sẽ là người được lợi, đúng không? Các bạn thì kiểu xem hai thằng đánh nhau thì ở giữa mình ngương bác lợi, đúng không ạ? Thì hai hãng nó đấu đá với nhau để nó tối ưu, để đưa cạnh tranh lành mạnh nha anh em nhé, không nói cạnh tranh bẩn, thì nó sẽ đưa ra những cái ưu điểm tốt nhất cho khách hàng, tối ưu lên, nó tăng chất lượng lên, nó giảm giá thành xuống để làm sao cho nó ở điểm tối ưu nhất có thể, thì mình ở giữa là những người tiêu dùng, tất nhiên mình được lợi, đúng không ạ? Nên là theo mình nghĩ đây là một trong những cái lựa chọn hời ở thời điểm này các bạn nhé, ở thời điểm này và ở mức giá này. Ví dụ như 4,8 triệu thì theo mình nghĩ là quá hời, còn nếu mà lên ví dụ con này 6 triệu thì tất nhiên người ta lại chọn Hu, kiểu như vậy. Thì theo mình đây là một trong những cái lựa chọn ổn. Thì mình đã quay lên rất là rõ và báo cho các bạn tình trạng hàng về. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay bên dưới màn hình hoặc là bên góc màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.